Thưa quý vị, số ca COVID-19 mới liên tục tăng cao những ngày gần đây, đặc biệt trong ngày mùng 3 tháng 3 với gần 119.000 ca là cao nhất từ trước đến nay. Trước đây các ca mắc sẽ gửi lên hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 quốc gia đều có đánh số, nhưng hiện nay thì không còn mang nhiều ý nghĩa. Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, khi thực hiện chiến lược zero COVID trước đây, việc đánh số thứ tự là rất cần thiết trong hoạt động truy vết tìm kiếm người tiếp xúc gần với người mắc để thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây. Hiện nay thực hiện thích ứng an toàn với dịch và quản lý rủi ro, số lượng ca nhiễm là một trong 8 chỉ số đánh giá cấp độ dịch. Khi công bố cấp độ dịch thì yếu tố số lượng ca nhiễm là chỉ số cần thiết, nhưng là thống kê số lượng và không còn đánh số thứ tự F0. Thông tin kể trên cũng cho hay, thế giới đã ghi nhận dòng biến thể phụ của chủng virus Omicron, chủng BA.2 Chủng này lây lan mạnh hơn Omicron thông thường khoảng 30% và hiện cũng đã xuất hiện tại Việt Nam và liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh số ca bệnh trong thời gian gần đây.